chú trưởng tộc Phạm Hữu Việt. Tuy nhà ở rất xa xôi, tận Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nhưng ở trong dòng tộc, khi có những chuyện quan hôn tang tế, chú thím đều dành rất nhiều thời gian để tới chung vui cùng các cháu, thăm hỏi động viên những ông bà cha bác hoặc anh chị em các cháu bệnh hoạn đau yếu. Chẳng những thế, chú cùng với các chú cựu trưởng tộc đã về tận quê hương miền Bắc Phú Thọ để mà thăm hỏi, để thăm mộ ông bà tổ tiên, ghi chép gia phả và thăm hỏi tất cả các quý vị cao niên cao tuổi và anh chị em gia tộc ở miền Bắc. Trong những ngày tháng, mẹ của chúng cháu, bà cố Nguyễn Thị Mùi, còn khỏe mạnh, chú vẫn thường ghé qua thăm hỏi, động viên mẹ của chúng cháu. Nay, bà cụ vì tuổi già sức yếu, bệnh tật và phải vào bệnh viện. Ở bệnh viện Đồng Nai, chú cùng với các anh chị em ở trong gia tộc họ hàng như anh Phạm Đình Phượng, anh Phạm Văn Hùng hay là các anh chị em ở miệt xóm mới như là anh Linh, anh Huệ, anh Đức, chị Nga và nhiều anh chị em khác cũng đã tới thăm hỏi, động viên mẹ cháu. Hiện thời, mẹ cháu được chuyển lên Bệnh viện Đại học Y Dược ở trên thành phố Sài Gòn. Ngày 14 tháng 9 vừa qua, chú thím cùng với anh Huệ, cùng với anh Sĩ là con của chú Viết và cùng với lại chồng của cháu Ngân cũng tới thăm mẹ cháu ở trên bệnh viện, đồng thời an ủi, động viên các anh chị em của cháu đang trực ở trên bệnh viện để mà chăm sóc sức khỏe cho mẹ cháu. Thay mặt gia đình, cháu xin cảm ơn chú thím trưởng tộc, cảm ơn các anh Sĩ, anh Huệ, anh Linh, chồng của Ngân và tất cả các anh chị em khác đã tới thăm mẹ cháu và động viên các anh chị em cháu.